lấy phải lấy gốc gốc to, nó phải lấy gốc to chứ. Không, lấy cái bé để ghét thôi. Bé tí à? Ừ, không cần, không phải là bé tí mà nó cũng nhận đi hết bức kháng, mình ăn phải mấn không mình. Nó khó khăn phải lấy, mình tê ọc lấy bức kháng. Mình ưu ẩm lấy quá. Ghép cho nó nhanh, ghép nhanh lắm. Một năm là ra hoa, hai năm ra hoa rồi. Nhưng mà lúc đầu thì nó bảo là chiết cho thế, nhưng mà lâu, không phải đợi thời gian chiết nữa. Nhưng mà chính ra cành chiết lại ra hoa sớm. Nhưng mà ghép này cũng ra hoa sớm mà. Lưng này. Ôi ôi. Dạ. Chặt rồi, không chặt. Rồi, ra cho nó ăn đi. Con đang ăn bánh. Ăn bánh thôi. Thèm rồi. Cá đi, cá ơi. Cá ơi. Cá ơi, ăn đi. Bánh cho ăn này, con cẩn thận. Cá vàng. Du du. Mình chưa lên ăn chưa? Cá vàng chưa? Cá đỏ chưa? Mình cá chưa? Đấy, cá chưa? Chưa à, ăn đi à, ăn đi cá to này. Ôi rồi tự không tự không đang giật cho mình à. Em rồi mình giật mình đấy. Ăn đi cá ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trái nhỏ, ta đỏ á. Ta đỏ nhiều. Ta đỏ nhiều. Vào trong vườn hết rồi, ăn hết cái cây dưa hấu của em rồi. Thế trồng lại ra. Tí làm lại cầu. Tí cho nước nó dâng lên đi. Không cho nó to lên đây mà được. Nhờ. Thank you.
Con ngồi với mẹ bên kia. Chị ngồi bên này. Chị ngồi đây. Mong ơi bên này, con ngồi bên này các. Các ngồi đây. Ngồi bên này. Ngồi bên cũ đâu. Đây đây, con ngồi đây. Trứng gì? Trứng gì? Trứng gì? Cơm nhá. Em bóc trứng. Ăn cơm nhá. Con cơm thì ăn cái gì? Ăn đỗ. Ăn một ít cơm vào. Nhá. Mời ơi, ta cho con một tí nhá. Ăn cơm vào, con ăn cơm vào. Rồi, đầy quá. Xong rồi lấy con cơm. Một tí cơm thôi. Bóc trứng ăn nhá. Tí 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 thôi, cứu ơi. Rồi vào. Ăn cơm ở trên ngang á. Wow, mì tôm. Mì tôm, chào. Mì tôm cây. Cây, cây không ạ? Nóng ăn đi. Cây. Rồi ăn cơm. Cây rẻ và đi ăn cây ơi. Cây khu giá lửa. Cây chân. Còn miếng to, miếng to, miếng to há mông. Em làm miếng to chứ. Chị ăn đi. Chị ăn đi, không ngồi đi ngồi lại. Lấy nước canh nhá. Mở bóc trứng lên nhá. Ăn trứng nhá. Ăn trứng á. Con ăn màu trắng rồi. Con bỏ cái con nữa. Vứt rồi bạn. Chứ mẹ con nó phải. Trứng vừa mới đẻ nó không. Nó cứ bị dính vỏ ấy. Dính vỏ gì? Cá nhiều nhỉ? Cá, cá. Ăn gì á? Con ăn vỏ đâu, ba bóc cho, sao ba bóc cho con đi. À, thế bát cơm được. Bông ăn cơm đi, bông phụ xuống ăn đi. Cho nước canh nhá. Cho nước canh vào như em ấy. Ăn đi tí, ba mẹ vắng đấy. Rồi 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 rồi, đây quá. Đúng rồi, không nghe nữa, ăn đi. Mời thịt tế lên ăn cậu út nữa. Mời thịt tế ăn đi. Không làm sắc bạc. Cứ lúc ăn được không? Mình cơm vào. Mới to vào, mình lớn rồi phải ăn mới to chứ. Em bé này nữa. Đây này. Ăn đàn đi. Em bé ếch. Ăn đi, ăn đi, không sọc nó. Ừ, em giỏi quá, em biết bóc đấy. Bóc. Bóc ăn úi dồi ôi, ngon quá đi. Trứng lòng đào ấy. Wow. Trứng lòng đào mới ngon chứ nhỉ. Dạ. Chị ăn thịt không khóc? Dạ vâng, cá, cá to của ba mẹ à. Thảo, thảo, thảo ơi, chị ăn thịt không? Ăn đi không? Ăn thịt nhá, bông ăn thịt không? Ăn thịt đấy. Ừ. Ăn thịt rồi mới khỏe, bóng. Bóng gói chưa? Thế, hoa. Thịt giấy, thịt giấy con không thích ăn thịt giấy lắm. Thịt em. Thịt em. Sợ cái bụng chà bá này. Con tự bóc đi, bóc lấy không? Trương, sợ ăn cơm ngon ngon. Ăn cơm ngon 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 biết gì. Nóng, 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 nóng. Bóc cho. Ê, úi, bóc cho. Nhẹ này, nhẹ này, nhẹ này, nhẹ này, nhẹ này. Cho vào đây. Cho trong ba này. Ăn trứng à? Ba lấy trứng cho con hai quả bên này này. Nóng lắm này. Thôi. Nóng không? Nóng. Nóng không? Tí tí mới bóc thôi. Ăn đi.
to thế nhỉ. Ngon không? Tí nguội đem con nghiện ra lên mặt chị bông rồi. Ôi rồi ôi, con không cảm thấy đâu. Bắt luôn rồi. Ôi đừng có cho vào mỡ chứ. Bắt luôn. Chị ăn trứng đi nha, mời bóc rồi nha. Ăn trứng mẹ ơi. Không biết. Thấy chưa, mẹ đã bảo nóng rồi, không nghe. Nhá, em ra bên này đi.
dây thừng gì đi. Quét lên đây làm cái gì? Cho nó ra đi. Cái này, cây này đâu ra đấy? Nó là cái cột. Nó đổ xuống này. Chống, không phải đâu. Thôi để đấy đi, tí mang đi làm dàn. À, thế nhớ, chống cái này sao? Chống ở cái thanh này như này. Chắc không cần nữa đâu. Để nhạc. Xuống đi. Cho ra ngoài. Mang về đấy. Bạn nhện nhiều quá. Vỏ chấu đấy, mặn lắm đấy. Trộn thêm vỏ chấu nữa. Cẩn thận. Căng cẩn thận chứ. Thôi thì đất trồng nữa. Ờ.
Ai? Con một đàn tật không ạ?